ông Bill Vlog hả? Ông Bill, giờ ông Bill Vlog nhổ răng. Hôm nay xin chào cô chú. Hôm nay Bill Vlog xin nhổ cái thằng tỏ khổng lồ cho cái chú, cô chú xem nào. Gần rớt rồi. Không. Ở đây đấy. Nhổ ra. Nhổ ra mà cái này mình up lên mạng là hay lắm, cô chú khen lắm. Miệng đẹp dở mà đớ cái răng răng quá trời. Răng một sàn qua sàn lại nè. Hai nó hai ba hàng nữa. Nghe không? Rút ra lấy đây rút ra. Rút rồi. Để quay clip lại nè. Đừng làm vậy, nó rớt ra rồi. Con làm vậy là những cái răng mà còn luôn đây, còn này nó rớt ra rồi, còn lấy ra. Giật ra. Tự mình giật luôn. Không có giật mà lấy ra chứ không có giật. Nghe chưa? Giật lấy ra cho nó chín chậm. Vậy sao ăn được? Không lẽ để về rớt bụng xỉu rồi nha. Hiểu không? Con lấy ra càng sớm để cho cái chân răng nó khô lại, mọc răng kia lên. Nha. Hả? Sao? Lấy giấy được không? Lấy giấy hả? Mẹ lấy gì? Bà lấy nha. Chết sao? Để lấy răng hả? Một cái răng cho cô chú coi nè, Bill nhổ răng nè. Hiểu không? Nó rớt rồi kìa, tróc cái gốc nữa rồi. Lấy ra thôi, để máu chảy ra ngoài kìa. Rồi xong ra súc miệng cho nó sạch lại. Đúng, ra súc nước muối hoặc nước đá, ngâm cái đá. Nhanh đi. Rồi bây giờ là nãy giờ là rồi, giới thiệu cái răng giờ... Bây giờ Bill sẽ lấy cái răng ra đưa cho cô chú coi nè. Lấy ra. Nhanh nó đi uống cà phê. Ai lấy? Cái gì vậy? Ê, quay chính mặt hả? Quay chính mặt lại. Nhỏ đây. Lấy ra, gỡ ra chứ. Khi dùng nước miếng nữa rồi. Ra nước miếng cháy. Rồi lấy ra. Lấy ra. Cái gì rớt hả? Rớt rồi, rớt nước miếng. Trời ơi. Răng này. Lâu chân này. Cháy nhỉ. Chư. Hạ to miệng ra khỏi cháy nước miếng. Ngước lên. Ngước lên khỏi cháy. Nhanh lên nha Bill nha, mất thời gian rồi. Thời gian quá, đúng thời gian quá. Để đó. Wow. Giờ là làm bác sĩ làm sao mà giờ lấy cái tiền rồi đặt năng này lại. Cứ vô cho nhổ ra. Vô rồi mà. Đừng nhắm mắt một mình rồi nha. Bây giờ đã làm rồi. Lấy ra rồi xong rồi vô uống một bên nè. Uống rồi. Không được. Con nào con nuốt ăn vô mày. Mà nuốt ăn vô là bác sĩ mới công bố cũng ra nữa mệt lắm. Cầm. Gì? Quả chảy. Há bữa nay. Gì chảy luôn kìa. Một lần nữa bấm một bình rồi nha. Không có nhiều nha. Lấy ra. Đúng rồi. Tự lấy. Đấy. Cầm mạnh luôn. Cầm gì thích lắm vậy. Lấy gì nữa mà lấy. Bác sĩ Vương con không cầm được đâu, để mà cầm cho. Bật đi làm sao là không có đeo gì đâu. Đó, nó nói đó. Dùng nước chảy xuống nè. Lấy ra. Được rồi, gỡ ra nhẹ ra, gỡ ra. Đó, cầm ừ. Cầm đúng rồi, cầm ra. Vâng, cầm mạnh lên. Cầm vậy nó không lấy được. Nó bứt cái rực luôn á. Bứt mạnh nó không có đâu, chứ còn cầm vậy nó dính da á. Nghe chưa? Nó tự bứt là lần sau nó bứt. Tự bứt đi. Lấy ra. Rồi gỡ ra đi. Bước mạnh ra nó không có đeo đâu. Hai bự ra coi. Hai bự ra không có dễ bước được. Anh Bo nói vậy, anh Bo nói Bill nghe coi. Đưa anh Bo lại coi. Nhanh chưa? Là khóc á. Khóc gì mà khóc? Đang con nào nó cứ ngắt mà dùng bấy không biết không có cái rực luôn á. Cái rùa quả này. Đây nè. Ông bức. Để đó là nuốt có đậm không vậy? Ông bức 5 lần không được lần thì sao ông bức? Ủa làm anh ly cà phê cho em. Không. Anh uống không? Làm đi. Bia qua đậy lên không con? Mất thời gian quá à. Trễ rồi nè. Bây giờ em chở em đi rồi đó. Ê là chở đi. Trời. Để chở lấy điện thoại lại luôn á.
20 lần. Mạnh lên, đúng mạnh lên một cái rồi. Ầm, yếu đuối quá cũng được, không thể đứng đuối được. Rất rỡ, đụng giúp cái gì? Rồi bác ba lay thôi không hết. Lay thôi, lay nhẹ nhẹ bác ba thử không? Biết không, lay như bữa hôm qua vậy á. Rồi bác lay thử nó mềm, nó cứng. Lay thôi, bác ba nói thiệt, lay thôi. Để lay như bác ba vậy này. Lay nhẹ nhẹ thôi. Lay nhẹ, bác ba lay thử không? Đó, đúng ạ. Rồi dạ, giờ nhẹ nhẹ đây bác ba lay. Rớt ra rồi. Bà lay thử nó mềm mà nó cứng thâu. Qua rớt họ. Rớt đi hồi vậy hồi nó. Nhỏ nước rồi hỏi nè. Rớt đi. Chạy nước, chạy nước. Chưa ăn hả? Chưa ăn thấy gì vậy? Nhỏ. Đâu cần rớt đó. Lấy đi. Không? Vô tờ ơi. Lấy nè. Rớt đi. Đừng rớt, lấy ra chứ đừng rớt. Rớt rồi kìa. Cũng rớt rồi kìa. Em lấy ra con, đúng rồi. Rớt ra đi. Đúng rồi. Nhổ ra. Phung ra. Cái tờ giấy phung ra nè. Chữ đăng lại cho mẹ. Rồi, xin chào cô chú. Yêu đã cuối cùng xong một cái răng. Cuối cùng hư lại chập một lớp này Bill gửi cho cô chú. Quay mạnh lên mới thoát đi chứ sao khổng xuống sao thoát. Bill phải lóc. Nhớ một cái răng to khổng lồ. Đâu lấy ra được cô chú rồi nha. Đâu. Ô, đưa đây ra rồi. Cô chú ơi. Ngắm bên lại xuống nữa. Cầm đá vô nha. Đưa răng gửi về cho mày cất là bảo dưỡng. Đúng rồi, đưa bao dưỡng. Đưa đây, bỏ vô. Để tờ giấy này bỏ vô. Rồi, xong. Ê, cái răng đâu? Nằm đá. Đi qua đó tôi nằm đá đưa răng cho ba. Đưa cái răng này nữa. Đưa cái răng đấy. Để này xong bà lấy cái ghế mở luôn. Đâu. Nhăn cái răng ra, nhăn cái răng để gì nữa. Không chê camera nữa nha. Không chê camera rồi cái tay nha. Rồi đây. Rồi ngắm đá vô. Ngắm đá vô chiếu ánh sáng nha. Nước lạnh. Chị vậy? Không, vừa lắm vừa đưa tay. Chị vô đưa tay đi.